Chào mừng mọi người, mình là Công Cụ Ai. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người cách viết lên mắt chữ C, chữ chỉnh thứ cuối năm ấy. Thì khi các bạn nhận thì có 3 từ, đó là từ người phụ thuộc, bảo hiểm, con người trợ cấp, 3 từ. Thì mình sẽ đi vào cách viết của các từ như sau nhé. Về thứ nhất là về cách viết từ phần key home, hai ngữ xạ rồi người phụ thuộc đi. Đến năm 2024, năm đi qua 6. Thì thứ nhất là phần công ty mình sẽ soạn, mình không cần phải viết. Tiếp theo là phần người viết, là tên người viết này, katana này, địa chỉ này. Và phần đây là phần mục, khoanh này là mục của người đăng ký viết. Còn mục đây là mục cái người mà vợ hoặc chồng. Thì nhập số tiền, thì các bạn nhập số tiền vào là thu nhập của một năm thì sẽ ra mục là thu nhập chính của các bạn. Thì các bạn có thể vào nô 14 bao nhiêu đó. Các bạn có thể xem clip này. Để tính số tiền thuế thì các bạn ghi nhập là nô 1410 này, Q này, và phần của thuế của nhà nước Nhật ý. Xong các bạn kéo xuống tận dưới đây là lê qua năm thứ hai trở đi này, các bạn tính nhập số tiền mà 230 ạ. Thêm được không, xong bấm xê san là kê san, tính ra được cái số tiền 223 man. Ví dụ vợ mà 400 man chẳng hạn. Thương số 2464. Xong bấm xê san tiếp này. Đấy. Đấy, các bạn được số tiền của vợ. Đây. Vừa xong các bạn có thể tính được số vào trong web của cục thuế, thì các bạn tính được số tiền này. À, khi bạn nhập số tiền là 333 man, xong nhập số xong thì chuyển đi theo một tên đây, thì tích vào cái mục mà dưới 900 man nữa. Nếu các bạn thu nhập dưới 900 man, xong rồi vào ghi số an ạ. Sống theo cột là được 48 man. Và đây là home nhìn, các bạn tiếp home nhìn. Còn mục bên cạnh đó là vợ hoặc chồng, các bạn ghi thông tin của vợ hoặc chồng mà. Tương tự như thế thì các bạn nhập số tiền. Khi ok thì các bạn theo mũi tên này, các bạn giống, ví dụ thế này là mục trên 70 tuổi dưới 48 man. Đây là dưới 70 tuổi. Còn đây từ 48 đến 95 man. Thì các bạn tích số, nhập số vào. Tương ứng với số cột, số dòng các bạn tương ứng đây. Bên này A này. Tương với 30, mục số 2 là 38 man. Các bạn nhập số 38 đây. Đây là tôi cứ biết chữ nếu mà vợ hoặc chồng cùng sống cùng mình nhé. Còn đây là không cùng sống, không cùng ở ấy. Thì các bạn bây giờ cho thích này. Đấy. Vừa xong là mình đã xong giới thiệu cách viết tờ thứ nhất. Tiếp theo cái tờ số 2 đó là tờ bảo hiểm. Thì tương tự như các tờ trước thì phần công ty mình không cần viết và thông tin của người viết. Tiếp theo đó là phần của bảo hiểm này, phần Kaigo, phần nhân tin,
phần bảo hiểm động đất, khách sạn, rồi kinh doanh ý. Coi như phần này các bạn không viết được nếu mà các bạn không tham gia. Mình trước có đăng ký bảo hiểm Semehoken, tên Minh Hiệu. Đây thì đây. Nhưng mà chưa đăng ký, chưa đóng tiền nên chưa nhập thông tin nó được. Tờ thứ hai này mình có thể bỏ qua này, chỉ nhập thông tin tên là được. Tiếp theo nó tờ 5 của năm tiếp theo ấy, năm 2025. Thì đây phần tên công ty các bạn cứ bỏ qua này. Phần nhập thông tin cá nhân này, mã số cá nhân. Không hiểu là năm nay mình nhận tờ này này sao sao hết. Chắc là công ty ghi hộ. Thì là ghi ở bên Nhật thì họ có ghi các ký hiệu như năm sinh, Vega này, EC ạ. Rồi. Đây là hôm nhìn, mình ghi hôm nhìn, chỉ nhìn hơi nạn nùng tí. Đây là cái hôn chưa các bạn, cái hôn thì thích là cái hôn. Và địa chỉ thông tin. Các bạn chú ý là khi mà nhập, mình ví dụ một tờ ví dụ nhé, tên địa chỉ, thứ nhất là cột người vợ hoặc chồng này, thông tin này, địa chỉ. Còn đây là mục B, là mục cái người mà mình trợ cấp, mục mình được giảm nhiều này, khi bố mẹ hoặc là anh chị là. Các bạn ghi thì nếu mà hết có thể in theo tờ hộ khẩu để xác nhận nhân thân hoặc là xin giấy xác nhận của bên ủy ban ở Việt Nam gửi sang. Còn DGA hay là năm sinh thì các bạn có thể xem clip trước của mình. Mình để đường link ở cuối video nhé. Xong mục, đây là mục ví dụ. Đây là mục mục ở trên là mục này, người cao tuổi cùng sống cùng này, mục khác này, hoặc là Tokute Shien Oja này, mình có thể tích đây hoặc là tích trên, mình tích trên được số tiền mình gửi trong, ví dụ tiền tích làm được trong một năm của người đó ấy. Ví dụ vợ là 400.000 ạ, tiên mình gửi đi cho bố hoặc mẹ đây. Đây ở mục đây thì là vì bố mình là trên 70 tuổi rồi, trên 70 tuổi thì tích vào mục trên dưới 10, trên 16 và dưới 30, trên 70. Mục ở dưới mục cái người mà trên chưa 70 tuổi thì các bạn phải gửi tích trên 38.000 nhé. Mục C, người tàn tật này, mục khác này, mục 16 này, mục trẻ nhỏ. Mọi người, các bạn có thể ghi thông tin tương tự nhưng mà khi nhập vào thì không được tiền hỗ trợ đâu. Còn cái mục địa chỉ mình chế mất này, các bạn có thể ghi địa chỉ Việt Nam thì ghi theo tờ gửi tiền về nhà ấy. Tiếp theo là các giấy tờ cần chuẩn bị trước để mình có thể nhập thông tin vào, như là bảo hiểm. Nếu mà các bạn nhập thông tin bảo hiểm này, giấy tờ xác nhận nhân thân như hộ khẩu, khai sinh, xứ niên lịch, xác nhận của ủy ban nhân thân đi, hoặc giấy chuyển tiền của bên Smile, Decom hay SBI gì ạ. Như vậy vừa xong mình đã cùng các bạn ghi điều chỉnh thuế cuối năm. Nếu các bạn có học tiếng Nhật thì các bạn có thể vào trang web công học tiếng Nhật thực tế hoặc là cùng học tiếng Nhật. Nếu các bạn thấy cái video hay thì các bạn có thể bấm thả tim hoặc là like. Và hẹn gặp lại mọi người các clip sau mà tất nhiên.